Hoa Đa Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Người Hùng của Những Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Sunrise Media và được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 21 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng ta sẽ thấy được những phần kết hợp của những tài năng thể hiện trên sân khấu. Bên cạnh đó sẽ rất hào hứng những phần dự đoán của các nghệ sĩ khách mời. Và quan trọng hơn hết là những tiết mục của những tài năng đó có chinh phục được tình cảm của 30 vị khán giả đang trực tiếp có mặt tại phim trường hay không. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của ba nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay. Đầu tiên chính là vũ công Drag Queen Suri. Tiếp theo chính là sự xuất hiện của giám khảo quốc tế Trịnh Tú Trung. Và cuối cùng chính là niềm tự hào của người hùng của những ngôi sao, nghệ sĩ cải lương, đạo diễn sân khấu Thanh Long. Xin được chào đón cả ba nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là thể lệ của cuộc chơi ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Là cuộc đấu tranh quyết liệt giữa ba ngôi sao khách mời cùng ba màn trình diễn đỉnh cao của các tài năng vô cùng đặc biệt. Và chính những vị khách mời sẽ là người tận tay trao giải thưởng cho các tài năng đặc biệt ấn tượng, những tiết mục vượt qua giới hạn của bản thân mà họ đã đem đến chương trình ngày hôm nay. Cấp điểm cho các ngôi sao. Mỗi khách mời ngôi sao ngay từ đầu sẽ được chương trình cấp 10.000 điểm. Nhiệm vụ của các ngôi sao là phải đem về số điểm cao nhất sau ba màn dự đoán của các tài năng bằng chính chiến thuật riêng của mình. Mỗi thử thách chương trình đưa ra sẽ có 3 đáp án tương ứng với 3 giới hạn mà tài năng có thể thực hiện. Các ngôi sao sẽ suy nghĩ và đưa ra đáp án cũng như số điểm đặt cược cho đáp án này. Số điểm cược mỗi lần là không giới hạn. Sau 3 vòng vượt thử thách, ai đem về số điểm cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là người chiến thắng trong số 3 ngôi sao khách mời. Cuối cùng, khán giả trong trường quay sẽ chính là những người bình chọn tài năng mà họ cảm thấy ấn tượng nhất, ấn tượng thứ nhì và ấn tượng thứ ba. Lần lượt từng tài năng sẽ được trao những giải thưởng như sau. Tài năng ấn tượng nhất, được nhiều điểm nhất, trao thưởng 5 triệu đồng. Tài năng gây ấn tượng nhì, được nhiều điểm thứ hai, trao thưởng 2 triệu đồng. Tài năng gây ấn tượng thứ ba, được ít điểm nhất, trao thưởng 1 triệu đồng. Mỗi tài năng sẽ nhận được bảng giải thưởng và một chiếc cúp lưu niệm từ chương trình. Và bây giờ sẽ là quyền năng đặc biệt dành cho một trong ba nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bước lên đây để lựa chọn trong lồng cầu gồm 7 sự lựa chọn khác nhau. Nhưng 7 sự lựa chọn đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Năng lực không giới hạn. Để trợ giúp các ngôi sao đưa ra những chiến lược thông minh, mỗi ngôi sao sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên một quả bóng ẩn chứa một năng lực đặc biệt. Quả bóng thứ nhất, đo ván, làm bốc hơi 50% số điểm của một đối thủ. Quả bóng thứ hai, sấm sét, dù đối thủ trả lời đúng vẫn bị mất điểm cược, áp dụng lên một trong hai đối thủ. Quả bóng thứ ba, phao cứu trợ, trả lời sai không bị mất số điểm đã cược. Quả bóng thứ tư, hồi sinh, hồi sinh là số điểm được cấp ban đầu. Quả bóng thứ năm, cướp biển, trả lời đúng bạn được cướp 30% số điểm đang có của đối thủ, nếu sai bạn bị cướp lại 30%. Quả bóng thứ sáu, hoán đổi, đổi điểm đang có của bạn với một đối thủ bất kỳ. Quả bóng thứ bảy, ngôi sao hy vọng, trả lời đúng khách mời được gấp đôi điểm cược, sai bị trừ gấp đôi điểm cược. Khách mời sau khi chọn hãy giữ bí mật quả bóng năng lực của mình với đối thủ. Nên nhớ, các bạn chỉ được tung ra năng lực này một lần duy nhất trong suốt quá trình. Vì vậy, hãy lựa chọn thời điểm thích hợp tung ra quyền năng để có thể đạt được số điểm cao nhất. Chúc các bạn may mắn. Đang có 7 sự lựa chọn, ưu tiên Suri sẽ chọn trước. Một trong 7 tấm thẻ quyền năng này sẽ thuộc về bạn. Xoay lồng cầu nào. Rất hồi hộp. Không biết lần này tấm thẻ quyền năng sẽ mang về thêm sức mạnh cho Suri hay không, tăng thêm số điểm
hoặc là có thể lấy luôn cả số điểm của đối thủ, chính là hai người đồng nghiệp của mình. Và bí mật này chỉ một mình Suri biết mà thôi. Cảm ơn bạn. Tiếp theo, mình mời Thanh Long đi. Xin mời Thanh Long. Và hy vọng là với vẻ ngoài này sẽ mang lại may mắn cho bạn. Bí mật đang nằm trong tay. Hãy giữ lấy tấm thẻ quyền năng này, cũng hấp dẫn lắm rồi nha. Và cuối cùng, xin mời người chơi Trình Tú Trung. Thì ngày hôm nay tôi mong muốn là may mắn nó sẽ lan tỏa cho những đồng nghiệp khác, nên tôi mời Trung cuối cùng. Trung chỉ còn 5 sự lựa chọn nữa mà thôi. Không biết đây có phải là tấm thẻ quyền năng có nhiều ưu thế nhất hay không. Cảm ơn Tú Trung, hãy giữ bí mật và về vị trí. Như vậy là cả ba nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay cũng đã có được tấm thẻ quyền năng của mình, và bí mật chỉ có một mình họ biết mà thôi. Người thắng cuộc sẽ có quyền đưa ra hình phạt dành cho người thấp điểm nhất. Hãy cố gắng tận dụng khả năng phán đoán của mình. Trước khi bước vào tiết mục biểu diễn đầu tiên, xin mời quý vị đến với những thông tin về hình ảnh của tài năng số 1. Xin mời. Phạm Hồng Nhật được mệnh danh là vua điện Việt Nam, người duy nhất đến thời điểm này có thể tiếp xúc trực tiếp với dòng điện 220V mà không cần bảo vệ. Ngày nhỏ, do thiếu hiểu biết, Hồng Nhật và các bạn đã dùng một chiếc tua vít đưa vào ổ điện, dẫn đến tất cả các bạn đều phải nhập viện vì điện giật. Duy nhất chỉ có Hồng Nhật là không hề hứng gì. Từ đó, Hồng Nhật phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình. Các nhà khoa học đến từ Nhật đã tìm đến gặp, nghiên cứu và kết luận rằng lớp da ngoài của Hồng Nhật có cấu tạo khác biệt hơn người bình thường. Từ đó, ngăn cho dòng điện tác động đến hệ thần kinh bên trong. Trên thế giới này chỉ có duy nhất 4 người có thể sở hữu khả năng đặc biệt ấy, và ở Việt Nam, may mắn có vua dẫn điện Hồng Nhật. Với khả năng thiên bẩm từ nhỏ, cộng thêm phần nỗ lực cố gắng từng ngày, ở tuổi đời 49, người dẫn điện Hồng Nhật đã đem về cho mình nhiều thành tích đáng nể như Top 7 Việt Nam Got Talent, Top 10 người siêu nhiên nhất thế giới năm 2016. Đến với chương trình ngày hôm nay, Hồng Nhật muốn thử thách bản thân mình hơn nữa để đem đến cho khán giả những tiết mục hay nhất, mãn nhãn nhất từ vua điện Việt Nam. Hồng Nhật nói đùa một câu rằng nếu một ngày cả thế giới mất điện, Việt Nam mình đã có tôi thắp sáng. Hãy cùng chờ tối hôm nay, vua điện Hồng Nhật sẽ làm được điều gì các bạn nhé. Như quý vị cũng đã biết, vũ trụ điện ảnh về những siêu anh hùng đã có nào là người nhện, người sắt, siêu nhân. Nhưng ngày hôm nay tại Việt Nam chúng ta hãy thật tự hào khi có một siêu anh hùng khác. Đó chính là người điện Hoàng Nhất. Xin chào anh Nhất. Và bây giờ sẽ là một phần chào sân đầu tiên nhẹ nhẹ sương sương. Một cái ổ điện, dây điện này đã được cắm vào trong ổ điện. Nguồn điện là 220V. Có điện. Quý vị có thể nghe được cái tiếng máy khoan. Nó đang xoay kìa. Anh ấy kết nối bằng chính chiếc lưỡi của mình. Vâng, kính thưa quý vị, nguồn kết nối chính là cơ thể của anh ấy, cụ thể hơn đó chính là bằng miệng. Và bây giờ Hoàng Nhật, vua điện Việt Nam, sẽ kết nối với dòng điện. Và có điện hay không? Có điện. Wow. Trời ơi, em nổi như gà rồi quý vị ơi. Được rồi anh Nhật, được rồi. Trời, chơi gì luôn hả? Kung Fu hả? Chúc mừng anh Hoàng Nhật. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa nào. Tú Trung, thấy như thế nào ạ? À? Khủng khiếp chưa ạ? Dạ, em thì em thấy rất là ấn tượng rồi. Nhưng mà em có một câu hỏi vui thôi anh, trả lời với em nha. Là người ta hay nói là trong não có điện, tức là điện mới vô người mình nhiều quá, mình sẽ bị tưng tửng giật giật á. Tưng tửng giật giật á? Thì không biết là mình có cái hiện tượng này giống giống vậy mà anh em hỏi thiệt, cái này là em hỏi thiệt á. Thật ra thì Hoàng Nhật là cái người mà được thế giới nghiên cứu, và họ bảo rằng cơ thể của Nhật là điện trở cao, cho nên nó miễn nhiễm với điện. Cho nên dù bất kỳ dòng điện chạy qua
ngay chỗ vị trí nào, bộ phận nào trong cơ thể của Nhật nó đều rất là bình thường. Là nó không để lại tác động gì luôn đúng không anh? Vâng ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, như vậy là anh Hoàng Nhật đã xác nhận là cái điện tâm đồ của ảnh là bình thường. Dạ, dạ. Quan trọng là cơ thể của ảnh là một cái điện nguồn điện trở rất là lớn. Dạ. Xin mời câu hỏi đến từ nghệ sĩ Thanh Long. Anh Nhật cho em hỏi một xíu là có bao giờ mình xảy ra tai nạn hay là cái này có ảnh hưởng như cuộc sống mình không anh Nhật? Có. Như một người bình thường khi mà lỡ mà tiếp xúc cho dòng điện á thì sẽ bị giật và tử vong. Còn Hoàng Nhật á thì chỉ là bị bỏng. Như mỗi lần mình cơ thể mình nó mệt, như mình đi xe, mình say tàu hoặc là mình đi máy bay mình mệt thì xuống diễn liền á thì cơ thể mình nó đang yếu thì có thể là mình sẽ bị nóng và bị phỏng. Phỏng ở trong này là một khi biểu diễn mà bị bỏng ở trong khoang miệng là bình thường. Phỏng điện thì nó rất là lâu lành, tại vì nó cháy thịt ngay chỗ đó luôn. Người khác thì mất mạng, còn Nhật thì chỉ tới đó thôi. Cũng rất là nguy hiểm đó quý vị à. Và rõ ràng là không chỉ giữ được nguồn điện trong cơ thể của mình, anh ấy phải giữ được cả sức khỏe, cả tinh thần của mình và cả đam mê nữa để theo đuổi một trong những bộ môn nghệ thuật phải nói là độc nhất vô nhị tại Việt Nam cũng như là thế giới. Ngay bây giờ sẽ là nội dung đề bài dành cho ba nghệ sĩ khách mời. Nội dung như sau: Vua điện Hoàng Nhật có thể cho dòng điện 220V chạy xuyên não làm phát sóng bóng đèn điện 100W trong thời gian bao lâu? A. Dưới 1 phút. B. 1 phút. C. Trên 1 phút. Và bây giờ sẽ là 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi này. Dự đoán xem A, B hay C, hãy kết nối với ban tổ chức chúng tôi. 30 giây bắt đầu. Vừa rồi anh Hoàng Nhật cũng đã giới thiệu cho chúng ta sơ nét về những sự mạo hiểm trong phần trình diễn về điện vừa rồi. Nhưng nó chỉ là xảy ra trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Còn bây giờ mới thật sự là thử sự bền bỉ, kiên trì và sức chịu đựng của anh ấy. Dưới, bằng hoặc trên 1 phút. 30 giây kết thúc. Và bây giờ sẽ là 10 giây tiếp theo để cho ba nghệ sĩ khách mời cân nhắc xem mình có sử dụng thẻ quyền năng đặc biệt hay không. 10 giây bắt đầu. Rất căng thẳng. Suri, Tú Trung và Thanh Long, liệu rằng các bạn có đặt niềm tin vào nhân vật đặc biệt của chúng tôi, tài năng Hoàng Nhật hay không? Và thời gian 10 giây kết thúc. Ha ha. Trước khi có bậc bạn thống kê, xin được phép tiết lộ là ai trong số các nghệ sĩ khách mời đặt niềm tin và dùng thẻ quyền năng ngay tại tiết mục của Hoàng Nhật. 3, 2, 1, xin mời. Và đó là chưa ai cả. Như vậy là ở tiết mục này, cả ba nghệ sĩ khách mời chúng ta khá là thận trọng. Thôi nào, một tràng pháo tay để cảm ơn họ. Khá là thận trọng. Bởi vì rất là khó đoán, thưa quý vị, rất khó đoán. Khả năng chịu đựng của một con người, bản thân chúng ta chưa bao giờ mà có thể chịu đựng tầm 5-10 giây, chứ đừng nói chi đến 1 phút. Thì đối với anh Hoàng Nhật thế như thế nào đây? Như vậy là với A, B, C, chúng ta đến với phần dự đoán của từng nghệ sĩ khách mời quý vị nhé. Xin mời bạn thống kê. Với nghệ sĩ Trịnh Tú Trung, chúng ta đang có 10.000 điểm trong quy điểm của mình. Thì Tú Trung dự đoán rằng đáp án C là trên 1 phút, chính là sức chịu đựng của tài năng Hoàng Nhật. Và Tú Trung đã đặt cược bao nhiêu điểm đây? Xin mời. 3.000 điểm. 3.000 điểm với niềm tin dành cho anh Hoàng Nhật. Còn với Thanh Long, với nghệ sĩ khách mời Thanh Long là cũng là đáp án C là trên 1 phút luôn. Rất là tin cái khả năng chịu đựng khủng khiếp của anh Hoàng Nhật. Và Thanh Long đã đặt cược số điểm là 2.000 điểm, khá là thận trọng, dường như Thanh Long đang có nhiều kinh nghiệm ở cuộc chơi này. Và cuối cùng là Suri, dự đoán của Suri là đáp án C luôn, trên 1 phút. Cả ba vị nghệ sĩ của chúng tôi đều rất là tin rằng anh Hoàng Nhật có sức bền bỉ, dẻo dai. Và Suri đặt cược là 2.000 điểm như Thanh Long. Chúc cho cả ba nghệ sĩ may mắn. Và ở tiết mục này thì không khách mời nghệ sĩ nào đưa ra quyền năng đặc biệt của mình cả. Và bây giờ chờ đón xem sức chịu đựng của vua điện Hoàng Nhật là như thế nào quý vị nhé.
Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của Vua Điện Việt Nam Hoàng Nhất. Đồng hồ hãy sẵn sàng. Hoàng Nhật đang chuẩn bị sẵn sàng vào tư thế. Bắt đầu! Giây tương đương 74 giây chính là sức chịu đựng của Vua Điện Hoàng Nhất. Chúc mừng anh, rất thuyết phục, cực kỳ nguy hiểm. Và sau khi biểu diễn tiết mục này là em đã thấy là cơ thể của anh cũng có một chút xíu những phản ứng nào là mình cảm thấy rất là đau và rát, rồi anh chảy nước mắt nữa, đúng không ạ? Đúng. Và anh tả cái cảm xúc đó cho chúng em nghe được không ạ? Nó như là nóng. Nóng, dạ, em cũng đang nóng lắm á. Nóng gần hết người và gần như con mắt, nóng nhất là cặp mắt. Đưa cái dít mà đẩy dòng điện vô trong này á thì nó nóng ngay cái khu vực này. Và có thể là do bữa nay tại Hoàng Nhật di chuyển xe từ Tiền Giang lên đây thì có thể sức khỏe nó không có được tốt lắm. Nhưng mà hy vọng nếu mà có lần sau có thử thách thì chắc lẽ là Nhật sẽ làm cao hơn nữa. Cái thành tích mà dài nhất của mình là bao nhiêu vậy anh? Cái thời gian mà Hoàng Nhật mà tiếp xúc dòng điện mà lâu nhất á là có thể 3 phút, 5 phút. Và một lần mà lúc mà Nhật mà tham gia vô cái chương trình mà Discovery của thế giới á thì lúc đấy Nhật đã được 4 phút 47 giây. 4 phút 47 giây, khủng khiếp thật. Và ngày hôm nay rõ ràng là thân trai dặm trường ảnh hưởng đôi chút về thể lực và phong độ của anh ấy, nhưng dù sao cũng đã giúp cho ba vị khách mời nghệ sĩ chúng tôi đoán chính xác. Xin được chúc mừng và cảm ơn sự chịu đựng và hy sinh của anh với tiết mục rất nguy hiểm vừa rồi, và chúc cho anh may mắn với tình cảm của quý vị khán giả. Lát nữa đây sẽ chấm điểm cho anh. Cảm ơn anh Hoàng Nhật, tạm biệt anh. Xin mời bạn thống kê. Trình Tú Trung, 13.000 điểm, xin chúc mừng. Nghệ sĩ Thanh Long, 10.000 cộng 2.000 là 12.000 điểm, xin chúc mừng. Và y như vậy, Suri, 10.000 cộng 2.000 bằng 12.000 điểm. Wow, một khởi đầu rất là thuận lợi dành cho ba nghệ sĩ khách mời. Nhưng thật đáng tiếc khi họ không sử dụng quyền năng đặc biệt của mình ngay từ tiết mục này. Bởi vì rất dễ đoán mà chúng ta đặt niềm tin vào niềm tự hào của Việt Nam, Vua Điện Hoàng Nhật. Nhưng không sao cả, cơ hội vẫn còn dành cho các nghệ sĩ khách mời. Hãy đến với hình ảnh giới thiệu thông tin về tài năng tiếp theo. Phước Hiếu, diễn viên xiếc Kung Fu. Đúng với tên gọi của bộ môn nghệ thuật anh theo đuổi, phải rất công phu, kiên trì và thậm chí là đổ máu. Nhưng lửa đam mê với nghề của anh chàng 39 tuổi đã gắn bó 10 năm với nghề vẫn chưa hề tắt. Xiếc Kung Fu là loại hình nghệ thuật có độ nguy hiểm rất cao như nuốt kiếm, nuốt rắn, phun lửa.
các nghệ sĩ xiếc Kung Fu đều phải tự tìm tòi để cho ra đời những tiết mục với độ thử thách ngày càng cao. Nhiều tiết mục thậm chí có thể làm người yếu tim ngất xỉu khi xem như nuốt kim, nuốt bánh sắt, dùng quang điện khoan vào bụng, mũi. Nhưng tất cả những điều đó không hề làm nhục chí chàng trai Phước Hiếu. Đến với nghề một cách tình cờ, khi thấy những cô chủ biểu diễn, nhưng từ đó đã nhen nhóm ngọn lửa đam mê trong Phước Hiếu. Phước Hiếu gặp vô vàn những khó khăn trong quá trình tập luyện, từ khám phá, nâng cấp những tiết mục khó cho bản thân, khiến Phước Hiếu không ít lần đổ máu. Anh chia sẻ, đã phải nhập viện nhiều lần, lần gần đây nhất là trong khi biểu diễn ở đoàn Loto. Trên sân khấu vì cao trào nên đã đút con dao sai cách vào mũi khiến chảy máu rất nhiều. Những nỗ lực cố gắng từng ngày của Phước Hiếu cũng đã được đền đáp với tên tuổi có được như ngày hôm nay. Lọt top bán kết chương trình Người hùng của những ngôi sao. Nhân tố bí ẩn trong chương trình Nhân tài bí ẩn. Đến với chương trình lần này của Phước Hiếu là để vượt qua giới hạn của bản thân mình và cố gắng đem hết tài năng, sở trường để phục vụ khán giả. Phước Hiếu luôn tâm niệm, lao động hăng say, vận may sẽ đến. Để xem trong tối nay, diễn viên xiếc Kung Fu Phước Hiếu sẽ tặng cho khán giả những điều gì các bạn nha. Hãy chào đón sự xuất hiện ngay trên sân khấu nghệ sĩ xiếc Kung Fu Minh Hiếu. Ngay sau đây sẽ là một phần chào sân của anh Minh Hiếu. Đây là kiếm bóc thần. Ngay sau đây sẽ là một phần biểu diễn Kung Fu của Minh Hiếu. Xuyên lỗ mũi. Chưa dừng lại tại đó, bây giờ sẽ là một chiếc kềm cũng bằng kim loại. À, một pha tự tra tấn trên cơ thể của mình thật khủng khiếp. Nếu đã kẹp chiếc kềm này vào bên trong má của mình và bên trong môi trong của mình. Vào được thì ra được. Minh Hiếu đang cố gắng lấy chiếc móc ra. Và thành công rồi. Cảm ơn Minh Hiếu với một phần chào sân rất là ấn tượng và cảm giác rất là mạnh như vậy. Em hỏi thiệt chứ đau lắm anh, em thấy anh nhăn mặt quá chừng. Dạ cũng phơi lắm anh. Phơi. Làm nhiều quá riết mình quen, mình bị ghiền quá gì. Dạ. Và rõ ràng đó là công việc hàng ngày, sự luyện tập bền bỉ của anh ấy qua từng năm tháng. Và bây giờ sẽ là phần giao lưu với các nghệ sĩ khách mời để chúng ta tìm hiểu và có nên đặt niềm tin, đặt cược thật nhiều vào anh Minh Hiếu hay không. Tú Trung. Dạ, anh Hiếu ơi, em thấy thường những cái mà Kung Fu mà thiên về rèn luyện như thế này á, thì người ta tập càng sớm thì nó sẽ càng tốt. Mà em thấy anh bắt đầu được là từ năm 29 tuổi đúng không? Là 10 năm. Tại sao lại có một khởi đầu trễ như vậy ạ? Dạ thì hồi đó là em đã đam mê lâu rồi đó anh Trung. Nhưng vì sức khỏe của mình đó, hồi đó thì nói chung là em ốm lắm, không có được như bây giờ. Thứ nhất, thứ hai là con muốn học mà không có thầy dạy đó. Rồi sau này cũng cơ duyên được gặp những người anh, người thầy rồi chỉ dạy cho em. Dạ, em tự tìm tòi bản thân em rất là nhiều. Dạ. Vậy bây giờ anh có ý định truyền dạy lại cho một người khác nữa không ạ? Dạ, nếu mà các bạn trẻ nào mà đam mê về cái môn nghệ thuật này thì em sẵn lòng, hết lòng luôn nè. Xin mời Thanh Long. Mình cái này nè anh, mình có tập về khí công hay là tập về cái gì để bảo vệ bản thân mình không anh? Dạ, thật sự là mọi người đều nghĩ cái Kung Fu này khí công nó là một, thì thực sự nó là hoàn toàn khác à.
khí công ra luyện cho cơ thể mình là cái máu huyết lưu thông với cái sức cơ thể mình để chịu đựng thôi. Còn cái kung phu tụi em là luyện mức độ chịu đựng cơ thể mình thích nghi. Ví dụ như là cái đinh đâm vô mũi thì khí công họ không làm được, còn kung phu tụi em làm được. Dạ, yeah, khác nhau chỗ đó đó anh. Như vậy là phần công năng đòi hỏi chúng ta phải có sức mạnh nó bền bỉ hơn nữa. Xin cảm ơn những phần chia sẻ đến từ anh Minh Hiếu để giúp cho các nghệ sĩ khách mời có thêm nhiều dữ kiện nữa để họ đưa ra những quyết định đặt cược hoặc là đặt quyền năng đặc biệt của mình. Và bây giờ sẽ là lựa chọn đến từ các nghệ sĩ khách mời với đề bài như sau. Trong vòng 1 phút, nghệ sĩ xiếc Minh Hiếu có thể gắn hai quả châu vào mí mắt và đung đưa qua lại trên bàn chông bao nhiêu lần? Lưu ý, trên bàn chông: A 10 lần, B 15 lần và C 20 lần. Hãy suy nghĩ thật kỹ đề bài. Nghệ sĩ Minh Hiếu có thể gắn hai quả châu, hai quả châu rất nặng bằng kim loại nhé, vào mí mắt. Mí mắt là một trong những bộ phận trên cơ thể nó rất là yếu, nhưng lại phải đung đưa qua lại theo một quỹ đạo đường đi như vậy, nhưng không phải là trên điều kiện mặt phẳng bình thường, mà là trên một bàn chông rất nguy hiểm và chông gai. Lưu ý, đung đưa qua lại một lần sẽ tính theo lượt khứ hồi. Từ đây, từ trái qua phải, rồi từ phải về trái mới được tính là một lần. Dạ. Một vòng đó. Chúng ta phải xác định kỹ như vậy. Rồi, bây giờ xin mời các nghệ sĩ khách mời đưa ra quyết định của mình. 30 giây bắt đầu. Hãy suy nghĩ thật kỹ. A, B, C, 3 phương án thôi, rất đơn giản. Nhưng quan trọng, phương án nào sẽ là phù hợp với anh Minh Hiếu? 10, 15 hay 20? Nếu như kết quả ra 16, chúng tôi sẽ tính về phương án B là 15, bởi vì gần với đáp án nhất. Bất cứ một kết quả nào của anh Minh Hiếu được đưa ra sau thành tích của anh ấy được lập, chúng tôi sẽ tính theo kết quả gần với phương án lựa chọn nhất. 3, 2, 1, hết giờ. 30 giây suy nghĩ và trả lời dành cho các nghệ sĩ khách mời cũng đã kết thúc. Và bây giờ sẽ là 10 giây tiếp theo để cả ba chúng ta cùng suy nghĩ xem có đặt niềm tin bằng quyền năng đặc biệt cho anh Minh Hiếu ở phần tiếp mục này hay không. 10 giây bắt đầu. Suy nghĩ. Suy nghĩ. Suy nghĩ. 4 3 2 1. Và quyền năng đặc biệt sẽ được quyết định ở vị trí khách mời nào ạ? Trịnh Tú Trung. Ở tiết mục thứ hai này, Trịnh Tú Trung đã quyết định sử dụng quyền năng duy nhất của mình là quyền năng đặc biệt. Đồng nghĩa với việc lát nữa đây, hai quyền năng còn lại thuộc về Thanh Long và Suri bắt buộc hai bạn sẽ phải sử dụng. Sao? Xin mời bạn thống kê. 3, 2, 1. Tú Trung, bạn đang có 13.000 điểm nha. Dự đoán của Tú Trung ở tiết mục của anh Minh Hiếu là bao nhiêu đây? Dự đoán là phương án B. À, B là 15 lần. Nếu như 16 hay 17 lần, chúng tôi vẫn tính là 15 là phương án B nha. Với phần đặt cược là 3.000 điểm. Suy nghĩ xem, Suri và Thanh Long suy nghĩ xem tại sao anh ấy giàu như vậy, anh ấy đang dẫn đầu bảng. Anh chùm khu phố mình rồi, 13.000 điểm mà anh đặt cược có 3.000. Trong khi anh tự tin là anh sử dụng quyền năng đặc biệt. Suri, dự đoán chiến thuật của Tú Trung là như thế nào? Em đang nghi ngờ là giữ cái thẻ trừ điểm người ta. Tú Trung à, lý do vì sao lần này tôi cảm thấy là bạn khá là tự tin với tấm thẻ quyền năng đó? Thật ra thì mỗi người sẽ có một chiến thuật riêng. Ở đáp án này thì em nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều dao động. Mỗi người sẽ có một con số khác nhau. Và em nghĩ là cái thẻ quyền năng của em sẽ giúp cho em loại trừ được đối thủ của mình à. Nếu như không phải là em đoán đúng thì người nào đoán đúng sẽ là người đã bị em giết. Thế thôi à. À, biết cái thẻ gì rồi. Liệu rằng gậy ông có đập lưng ông hay không nha. Tiếp đến, cho chúng tôi thấy được dự đoán của nghệ sĩ Thanh Long. Với 12.000 điểm, bạn ấy dự đoán là phương án A là 10 lần. Nếu như anh Minh Hiếu thực hiện được 9 lần hay là 11 lần, chúng tôi vẫn tính là đáp án A nhé. Và Thanh Long đặt cược là 3.000 điểm. Ủa, lúc mà đặt mình có tham khảo ý kiến của ai không ạ? Không, tụi em là những người bị lừa. Long quay qua Long bảo là tin em đi, em xem tiết mục này ở ngoài nhiều lần lắm rồi. Anh đu dữ lắm, anh đu hết chuyện, đu khí thế luôn, cuối cùng chọn đáp án thấp nhất ít nhất. Tại sao vậy Long? Long cũng mới nói với các đồng nghiệp của mình là anh xem rồi, tin em đi, nghe em đi thì bạn tự tin bạn sẽ đặt 10.000 điểm chứ.
Ủa anh ơi, cái này ai thua bị phạt. Thấy chưa, em sáng suốt, em đâu có nghe lời. Như vậy thì Suri nói rằng mình khá là sáng suốt. Sự sáng suốt sẽ thể hiện qua phần dự đoán của bạn. Dự đoán của Suri là đáp án B, giống như tôi chung. B, 15 lần nha. Trên dưới 15 lần. Và đặt cược bao nhiêu điểm đây Suri? Bao nhiêu điểm? Đặt cược cũng 3.000 điểm luôn quá. Một sự trùng khớp khá là ngẫu nhiên. Và bây giờ sẽ là câu trả lời đến từ nghệ sĩ công phu Minh Hiếu. Tiết mục biểu diễn sẵn sàng. Minh Hiếu đã vào vị trí của mình và nghệ sĩ công phu chúng tôi đã cho quý vị thấy được rất nhiều món đạo cụ cực kỳ nguy hiểm trong phần trình diễn này. Hai trái châu, mỗi trái nặng 1 kg. Và quý vị tưởng tượng xem mí mắt của chúng ta rất mỏng manh như vậy phải chịu đựng khối lượng tổng lượng là 2 kg. Bên cạnh đó, trước mặt của anh Minh Hiếu chính là một bàn chông bằng kim loại thực sự và vuốt rất là nhọn. Bàn chân của anh ấy chịu đựng được hay không? Giữ thăng bằng tốt hay không? Và bên cạnh đó là đung đưa trái châu với biên độ như thế nào và số lượt là bao nhiêu? Trên dưới 10, trên dưới 15 hay trên dưới 20 lần đây? Xin mời Minh Hiếu bắt đầu. Đầu tiên Minh Hiếu sẽ phải cố gắng tập trung, vận nội công khởi động làm nóng cơ thể và mí mắt của mình. Tiếp theo là sẵn sàng đặt đạo cụ là những sợi dây vào bên trong mí mắt. Anh ấy đặt nhẹ nhàng như chúng ta đeo lens sát tròng vậy đó quý vị. Và mí mắt cũng đang dần căng ra bởi sức nặng của hai sợi dây kim loại. Tính cả trọng lượng của sợi dây cùng với trái châu thì rõ ràng là hơn 2 kg đang đặt áp lực lên đôi mắt của anh Minh Hiếu. Kỷ lục ngày hôm nay của Minh Hiếu sẽ là bao nhiêu lần đông đưa đây? Hai trái châu rất nặng đang sẵn sàng. Minh Hiếu đang vận nội công để nâng châu lên. Hai trái châu đã được nâng lên bằng chính đôi mắt của anh ấy. Và bây giờ Minh Hiếu đang chậm chậm bước lên bàn chông. Và chúng ta sẽ bắt đầu đếm khi anh Minh Hiếu đã đồng đưa hai trái châu. Vậy 1, 2, 3, 4. Trời, nó còn đu nữa chứ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 lần của tôi. Tuyệt vời. Wow, anh ơi, rác con mắt không anh? Minh Hiếu diễn là khi mà diễn những đòi lô tô hay hội chợ là mình diễn mình không bao bằng trong này. Thì Minh Hiếu diễn thì đeo hai cái này vô nó thật sự rất là thốn. Bữa nay thì thêm cái vụ bằng trong này đâm ra đứng lên thì cảm giác nó đau. Và khủng khiếp quá, 15 lần. Đó chính là phương án B. Xin được chúc mừng. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại kết quả dự đoán của ba vị nghệ sĩ khách mời. Và Thanh Long là nghệ sĩ duy nhất đã dự đoán sai. Em biết là anh làm được 15 cái. Em cố tình chọn sai để em lừa hai người này. Mà lừa không được, bỏ. Gì đâu mà lương lẹo dễ sợ luôn á. Dạ vâng, một pha chữa thẹn cũng như không của Thanh Long. Và Thanh Long, bây giờ quỹ điểm của bạn chỉ còn 9.000 điểm mà thôi. Thôi, vỗ tay khích lệ Long nào. Ít ra thì Long vẫn còn điểm để mình chơi tiết mục tiếp theo. Suri là nghệ sĩ khách mời không sử dụng quyền năng đặc biệt. Khi bạn ấy đoán đúng với đáp án B, 3.000 cộng 12.000 là 15.000 điểm. Chúc mừng Suri, rất cao. Suri giữ được phong độ khá tốt. Cái quan trọng bây giờ sẽ là Trịnh Tú Trung. Tôi rất đang tò mò thắc mắc là không những ngoài 16.000 điểm bạn đang có, bây giờ
quyền năng đặc biệt của Tú Trung ở lượt thi đấu này là gì? Xin mời quyền năng lộ diện. Quyền năng của Tú Trung đó chính là sấm sét. Đối thủ trả lời đúng vẫn bị mất điểm cược. Ủa? Wow. Em à? Ủa? Wow. Em à em? Nào, bản thống kê quay lại nào. Anh có muốn giết em không? Suri đang có 15.000 là hồi nãy cộng 3. Nhưng thật sự không phải cộng 3 mà là trừ 3.000 điểm. 12.000 trừ 3.000 còn 9.000 điểm. Và rõ ràng chúng ta đã có được một yếu tố bất ngờ đến từ tài năng của nghệ sĩ Kung Fu Minh Hiếu. Cảm ơn anh Minh Hiếu rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị đến với những thông tin hình ảnh của nhân vật tài năng tiếp theo. Nguyễn Lê Triệu Bách, chàng trai trẻ tuổi đầy tài năng với nguồn đam mê vô tận với bộ môn breaking. Breaking là điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhảy hip hop của những bạn trẻ Mỹ gốc Phi và gốc Latin khu South Bronx thuộc thành phố New York trong những năm đầu thập kỷ 70. Ở thời điểm năm 2010, breaking vẫn là một môn nghệ thuật tương đối mới mẻ với Triệu Bách, nhưng những âm thanh, nhịp điệu và sự tự do mà breaking mang lại, đó đã đủ khiến cho chàng trai trẻ cảm thấy đây chính là Ikigai dành cho mình. Ikigai là sự giao thoa của 4 vùng. Vùng 1, điều bạn hết mực đam mê. Vùng 2, thứ bạn được trả tiền để làm. Vùng 3, điều bạn làm xuất sắc. Vùng 4, thứ thế giới cần. Cho đến thời điểm hiện tại, với nhiều thành tựu trong và ngoài nước mà Triệu Bách đã đạt được, đã chứng minh rằng cảm giác năm nào về con đường đi trong tương lai của anh là hoàn toàn chính xác. Những thành tích ấn tượng mà Triệu Bách đã đạt được như The First Funky Show NASA Dance Battle 2020, The Second Rumpack Battle 2019 International Cambodia, The First Library Jam Breakaholics Jam 2019, The First 77 Sea Sound Summer Jam, The First 77 Sea Sound Summer Jam 290 Jam 2018, The First Rich Grill 10th Anniversary Circle Battle 2017, The First C4 Anniversary 2015, The First Cyber 4 The Battle 2014. Ngoài ra thì Triệu Bách còn là giám khảo một số cuộc thi và đại diện Việt Nam thi đấu Breaking 4 vs 4 tại Respect the Culture 2019 tại Đài Loan, tham gia chương trình truyền hình và MV ca nhạc. Triệu Bách đến với chương trình với tâm thế vui vẻ, lan tỏa niềm năng lượng tươi mới đến với khán giả, bởi vì breaking là niềm vui, chứ không nhất thiết phải chiến thắng, phải vô địch. Hãy chờ đón xem đến với chương trình hôm nay, Nguyễn Lê Triệu Bách, chàng trai trẻ tuổi đầy tài năng này sẽ mang đến phần trình diễn ấn tượng như thế nào nha. Yeah, 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 yeah. Hãy chào đón chàng hot boy của nhóm Video Crew, đó chính là Triệu Bách. Sôi động lên nào. Thể hiện bởi tài năng của Triệu Bách. Yeah, xin chào Triệu Bách. Cảm ơn bạn, tràn đầy năng lượng. Và chắc chắn tài năng này sẽ khiến cho các nghệ sĩ khách mời chúng ta khó đoán lắm đây, bởi vì không biết là thành tích của anh ấy sẽ như thế nào đây. Nhưng trước tiên hãy làm quen với nhau nào. Thanh Long, bạn ấn tượng với Triệu Bách đang như thế nào? Anh rất thích em. Mới nhảy nhảy mấy cái thích liền. Tại vì á. Ủa? Gì vậy trời? Khoan, mọi người thích ở đây á là anh rất hâm mộ em. Em tham gia bộ môn này nè, gia đình mình có ủng hộ? Lúc đầu thì gia đình em không ủng hộ, tại vì nó rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Sau cái thời gian dài em theo đuổi nó thì bây giờ thì mẹ em đã ủng hộ rồi. Yeah. Còn Tú Trung thì sao ạ? Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hả?
liên quan không? Chuyên môn không mà. Chứ bất cứ một cái bộ môn nào mà khi mà có yêu đương vô trong đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Một là thăng hoa thì mình sẽ rất là phát triển, còn hai là khi kéo mình xuống luôn. Thì em cũng cũng 3-4 mối tình đó, chẳng thà vậy. Sương 34 mối tình đúng rồi. 3-4 đang có bạn gái mà không hỏi như vậy một chút, vậy là bạn gái sẽ 3-4 mối tình là ai? Rõ ràng là giám khảo đang chơi một chiêu bài tâm lý làm cho người ta bị sao nhãng về chuyện tình cảm, lo lắng là lát nữa tối về nói chuyện với cái nóc nhà sao này để ảnh hưởng thành tích sắp tới nè. Rõ ràng đây chiến thuật riêng nguy hiểm quá Sương ơi, tại vì em không còn gì để cược nữa. Rất nguy hiểm. Một câu hỏi thôi mà đánh trúng tâm lý luôn. Và bây giờ sẽ là đề bài dành cho các nghệ sĩ khách mời. Xin mời. Nội dung như sau: Nguyễn Bách có thể thực hiện được bao nhiêu động tác pha xoay người bằng đầu? Đó chính là một trong những kỹ thuật hip hop rất là kinh điển trong bài biểu diễn của mình ngay sau đây. Và bây giờ sẽ là ba sự lựa chọn, ba phương án như sau: A là 5, B là 10 và C là 15. Căng chưa? Sợ chưa? Trên dưới 5, trên dưới 10 hay trên dưới 15 đây? Và quý vị khán giả sẽ đếm giúp cho Hoàng. Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đếm được. Nào, 30 giây suy nghĩ và gửi phần dự đoán của mình bắt đầu. Xin mời ba nghệ sĩ. Ba người chơi chúng tôi là dự đoán rất khó. Nào khán giả, tư vấn cho người chơi đi ạ. 5, 10 hay 15 ạ? Đưa ngón tay lên. Bao nhiêu ạ? La lớn lên nào. Rất nhiều ý kiến là 10 kìa. Rất nhiều ý kiến là 10. Có ai 15 không ạ? Có ai 15 không ạ? Có ai 5 không ạ? Dạ hết giờ rồi ạ. Hết giờ rồi. Đáp án đã được gửi đi. Dự đoán này có chính xác hay không? Và cược bao nhiêu điểm lát nữa chúng ta sẽ được tiết lộ. Ngay bây giờ sẽ là phần quyết định có sử dụng quyền năng đặc biệt hay không. Bây giờ sẽ là khoảnh khắc mà Suri cùng với Thanh Long sẽ cùng đưa quyền năng đặc biệt của mình, đặt niềm tin vào Nguyễn Bách. Bởi vì hai tiết mục đầu các bạn đã không sử dụng, bắt buộc tiết mục này phải sử dụng. 3, 2, 1, xin mời. Xác nhận quyền năng đặc biệt sẽ được sử dụng. Và bây giờ sẽ là phần công bố. Bản thống kê hãy cho tôi thấy được dự đoán của mỗi khách mời. Đầu tiên là Tú Trung đi, cao điểm nhất. Tú Trung sẽ dự đoán thành tích của Nguyễn Bách với pha hành động mạo hiểm đó là B, 10 lần. 10 vòng nha quý vị, xoay tại chỗ 10 vòng bắt đầu. Và đặt cược số điểm là 10.000 điểm. Bắt đầu chơi lớn rồi. Tiếp một cuối chơi lớn rồi mọi người à. 10.000 điểm. Phải vậy chứ Tú Trung. Tôi đang mong chờ số điểm này. Và bây giờ sẽ là dự đoán của Thanh Long. Thanh Long đang có 9.000 điểm. Và dự đoán là 15 vòng. 15 vòng lần đó. Phương án tối đa 15 vòng. Và Thanh Long đặt cược số điểm là 9.000 điểm. Khủng khiếp. All in. Tới luôn. Chơi hết. Như vậy là có bao nhiêu anh ấy chơi bấy nhiêu rồi quý vị ạ. Và quyền năng đặc biệt mà Thanh Long sẽ có được nếu như anh ấy đoán đúng sẽ là quyền năng gì đây? Hình một chiếc phao đã xuất hiện. Đó chính là chiếc phao cứu sinh. Nội dung của phao cứu sinh đó chính là trả lời sai không bị mất số điểm đã cược. Wow. Ăn chắc một bệnh ha. Nếu như đúng hay sai, đúng thì bạn sẽ là 18.000 điểm, còn sai thì vẫn giữ nguyên được 9.000 điểm, rất an toàn, rất an toàn. Và với sự an toàn thì chắc là khó mà về chót được đó Long à. Suri dự đoán rằng Bách sẽ thực hiện được bao nhiêu vòng đây? 10 vòng, giống như Tú Trung. Nhưng đặt cược sẽ là Suri đặt cược. Ủa? 10 trừ 9 cộng 1, đúng rồi, hợp lý ha. Ngàn điểm. Hình xui. Như vậy dường như Suri cảm nhận được cái mức độ an toàn của tấm thẻ quyền năng đặc biệt rồi. Và quyền năng đặc biệt của Suri nếu như đoán đúng sẽ là là gì đây? Đo ván bốc hơi 50% số điểm của một đối thủ. Wow. Wow. Quyền năng này vẫn có hiệu lực. Nếu như bạn đoán sai, bạn có quyền chỉ một trong hai đối thủ đối diện. Ai sẽ là người bị mất nửa số điểm? Khán giả hãy tư vấn cho Suri đi. Với số điểm này thì Suri nên hạ 50% của ai? Trung Trăng? Hay là của Thanh Long? Thôi anh ơi, bây giờ em chưa muốn hạ liền. Bây giờ thi xong đi rồi em hạ. Thi xong mình hạ, đúng không nào? Chính xác, rất hồi hộp và căng thẳng. Nào, Bách ơi, sẵn sàng chưa ạ?
Phần thi tài năng của Triệu Bách bắt đầu. Một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại, hãy tập trung hoàn toàn tất cả về thể lực trí lực của mình vào tiết mục này của Triệu Bách. Và để tránh trường hợp chen gian, chúng ta hãy đếm một vòng gồm 360 độ nha quý vị. Một vòng như vậy mới tính được là hợp lệ. Chuẩn bị nào, 3, 2, 1, âm nhạc bắt đầu. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, hai mươi chín. Kính thưa quý vị, 29. Trời ơi, có tài mà còn có tâm vậy đó, hỏi sao không thương. Phương án lựa chọn chỉ là 5, 10, 15. Rồi 10, 15, 20 cũng không ai được tính hết á. Mà bây giờ sẽ là 29 vòng. 29, chúng tôi sẽ tính kết quả phương án lựa chọn nào gần với kết quả thực tế nhất. Và xin được chúc mừng cho nghệ sĩ đã dự đoán lượt tối đa là 15 vòng. Đó chính là Thanh Long, chúc mừng bạn. Và bây giờ sẽ là giây phút để những tấm thẻ quyền năng đặc biệt được phát huy tác dụng của mình. Xin mời. Trịnh Tú Trung và Suri đều đã không đoán chính xác. Với Tú Trung, với 16.000 điểm, bạn cược 10.000 điểm. Bây giờ Tú Trung chỉ còn 6.000 điểm mà thôi. Hai. Hai. Quý vị thấy không? Giàu nghèo khoảng cách nó gần lắm, chỉ một đêm thôi, mất trắng. Với Suri, bạn cược 1.000 điểm. Như vậy, Suri chỉ còn 8.000 điểm mà thôi. Với số điểm của Thanh Long, bạn đã đoán chính xác. 9.000 cộng 9.000 là 18.000 điểm. Chúc mừng Thanh Long. Nhưng giây phút bất ngờ vẫn chưa dừng lại tại đó. Thẻ bài định mệnh, năng lượng sẽ được buông tỏa hay không ở quyền năng của Thanh Long. Xin mời Thanh Long sử dụng sẽ là quyền năng chiếc phao là gì ta? Trả lời sai không bị mất số điểm đã cược, nhưng bạn trả lời đúng mà, nên tấm thẻ này coi như không dục. Và với quyền năng đặc biệt của Suri, bây giờ mới hấp dẫn nè. Xin mời. Bốc hơi 50% số điểm của một đối thủ mà bạn chọn. Như vậy thì quyết định của Suri sẽ là hạ điểm của ai đây? Thanh Long anh. Thanh Long à. Như vậy từ 18.000 trừ đi 50%, Thanh Long còn 9.000 điểm. Nhưng vẫn về nhất ngày hôm nay, chúc mừng bạn. Và cảm ơn Triệu Bách rất nhiều để cho chúng tôi có được một phần đấu tố với nhau rất là hấp dẫn. Hẹn gặp lại bạn lát nữa nha. Dạ, em chào tất cả mọi người. Và bây giờ xin mời quý vị giải lao trong ít phút để chúng ta chờ đợi xem tài năng nào sẽ tỏa sáng và ấn tượng nhất trong đêm nay. Xin mời sự quay trở lại sân khấu của chủ nhân ba tiết mục ngày hôm nay. Xin mời. Đó chính là Hoàng Nhật, Minh Hiếu và Triệu Bách. Ba chàng trai rất là lịch lãm, cá tính, đầy tài năng đã cố gắng cống hiến hết sức mình để gây ấn tượng với giám khảo là 30 vị khán giả. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với phần chấm điểm. Khán giả đã sẵn sàng chưa nào? Và bây giờ sẽ là 30 giây để do chúng ta kết nối với ban tổ chức và đưa ra phần quyết định của mình. 30 giây bắt đầu. Chờ đợi xem. Một khán giả chỉ được quyền chọn một tài năng ấn tượng nhất mà thôi. Và tài năng nào sẽ chiếm được tỷ lệ phần trăm cao nhất đây? Người cao nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Người ấn tượng nhì sẽ có được cơ hội sở hữu phần thưởng trị giá 2 triệu đồng. Và người ấn tượng ba sở hữu phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Cả ba tiết mục đều rất hấp dẫn. Ba tài năng đều xứng đáng. Tất cả đều gây ấn tượng rất mạnh. 30 giây kết thúc. Xin cảm ơn khán giả.
Và bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho người cao điểm nhất ngày hôm nay tại vị trí hàng ghế khách mời. Đó chính là Thanh Long. Thanh Long, bạn có quyền đưa ra một hình phạt dành cho người thấp điểm nhất ngày hôm nay. À, cái là ổ kêu bình chích điện được đúng không? Em có thể yêu cầu anh Trung thực hiện lại bài hồi nãy của bạn, của anh dẫn điện không? À, chắc là cái chắc số cuối của sự nghiệp của Trung luôn á. Tập phát sóng cuối cùng luôn á. Tập phát sóng cuối cùng luôn á. Thôi làm người ai làm thế. Bây giờ em sẽ đưa ra hình phạt cho anh Trung, đó là ăn hai trái chanh. Đó là hình phạt của Thanh Long dành cho Trịnh Tú Trung là ăn chanh. Và bây giờ xin mời chanh lên sân khấu. Rồi, đưa cho anh Long. Cảm ơn bạn. Ôi trời ơi, hai trái nhiều đó chứ nhiều. Không, cái này là cắt lố rồi, cái này 6 trái nè. Sáu đồng sáu hai đó, mà tại vì một trái đáng lẽ phải sáu miếng. Đáng lẽ phải vừa ăn chanh vừa hát nó mới hay. Hay quá. Thì vòng sau thắng mọi người đi. Thấy sao? Không, thì vòng sau thắng đi rồi thách. Vòng sau thắng đi rồi thách. Rồi, tính luôn vòng này đi, luật hoa quả mà. Rồi. Vậy là em cứu anh không được. Hát đi anh. Hát đi, hát chung. Hát nữa hai, đi ba. Chung. Hát rồi ra xí. Hát đi chung. Ê, hát cải lương đi chung. Khoái khoái chạy nước miếng. Trời ơi, miếng. Phút này là chạy nước miếng nè. Khán giả chạy theo á. Chạy nước miếng. Mà lem, mà lem. Ráng đi chung, còn 4 miếng nữa chứ nhiêu. Ừ. Ít mà. Ha. Giờ sao cái vụ này biết ai là địch ai là thù. Ủa thì anh dắt từ đầu mà. Đó, chơi thì chơi cho chót nè. Tận hưởng. Như vậy là hình phạt dành cho Tú Trung cũng đã kết thúc rồi. Một tràng pháo tay dành cho anh ấy ạ. À. Và mong là những vòng sau chúng ta hãy cố gắng lật ngược tình thế nha. Vào giây phút rất hồi hộp này, bởi vì chúng tôi đã tổng kết được kết quả bình chọn đến từ tình cảm của khán giả. Tài năng nào sẽ ấn tượng nhất đêm nay đây? Bây giờ sẽ là bảng điểm. Hoàng Nhật, Minh Hiếu và Triệu Bách. Ai ủng hộ cho Hoàng Nhật nào? Khán giả nào ấn tượng với Minh Hiếu nào? Còn với chàng hot boy Triệu Bách thì sao? Rất hồi hộp. Và bây giờ hãy sẵn sàng với kết quả của chúng tôi. Sự ấn tượng của khán giả sẽ như sau. 3, 2, 1, xin mời. Kết quả là Hoàng Nhật. Với 43% phiếu bầu chọn của khán giả thì Hoàng Nhật